Rồi sau khi mình tạo xong cái cú đúp website rồi á, thì bước tiếp theo mình sẽ làm gì? Thì bước tiếp theo á, tôi sẽ hướng dẫn các bạn là mình thiết kế trang chủ mới này với cái mẫu có sẵn, nha. Còn đăng sản phẩm từ từ, thì nó sẽ một cái bài sau. Đăng sản phẩm, đăng bài viết ở một bài sau. Thì bây giờ thì hiện tại mình vô link vô lưu không? Thì ra trang chủ của cái website mẫu của thầy, chứ không phải trang chủ của bạn. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái trang chủ của mình thành cái trang của mình luôn, chứ không ấy của thầy nữa. Thì mình sẽ vô cái chỗ gọi là cài đặt, đọc, và mình lấy trang chủ mới này làm trang chủ. Trang chủ mới luôn. Đó. Rồi bây giờ mình muốn thiết kế trang chủ mới này thì có hai cách. Mình bấm xem trang nè, thì sẽ ra là đầu tiên là trang chủ mới của mình luôn. Mình bấm sửa trang, edit builder là một cách. Cách thứ hai, không hợp thích bấm đây, tôi vô trong trang này, tôi vô đúng trang chủ mới, tôi sửa edit builder luôn. Đây, tôi vô cái trang chủ mới này, edit builder luôn. Đó nha. Rồi đó là một cách, đó là cách nha. Rồi mình chỉnh sửa trang edit builder để ra cái phần thiết kế này. Đó, chỗ này để mình thiết kế trang chủ. Rồi sau khi mình edit builder trang chủ này á, thì mình sẽ lấy những cái giao diện mẫu có sẵn để mình gọi ra, mình thử trước. Add element nè, thấy không? Đó. Rồi Lightroom Studio nè. Rồi sau đó đây có những giao diện mẫu có sẵn ở đây, nhìn bản nè. Mẫu sẵn đây, muốn xài mẫu nào? Ví dụ tôi muốn xài mẫu mà về mẫu kéo lên, kiếm mẫu là e-commerce này. Mà này tôi muốn lấy một cái mẫu mẫu này không phải. Kiếm mẫu nào mà nó nhiều sản phẩm. Mẫu này đi, ví dụ tôi muốn lấy mẫu này thì view. Nè, view mẫu này. Lấy mẫu này thích, tôi muốn lấy mẫu này, tôi review lên. Đây. Đó, thì tôi sẽ làm sao? Tôi chọn nó, tôi bấm là inbox. Và rồi sau khi nó load giao diện về xong, đã làm xong hết tất cả mọi thứ cho mình chỉ cần update, rồi mình ra mình xem cái website mới của mình thôi. Còn chỉnh sửa trên đây là muốn sửa chỗ nào á, là nhấp đôi chuột chỗ đó, sửa chỗ này nhấp đôi chuột đây, sửa đây nhấp đôi chuột và sửa thôi. Đó, mình lấy mẫu có sẵn ha. Ví dụ ra đây mình sẽ coi lại cái mẫu mới của mình. Đó, ra coi mẫu mới mình như vậy.
Nó là vậy. Đó. Không? Với bán hàng. Được chưa? Đó là cái cách mình vừa là mình hướng dẫn bạn là sử dụng Lastsum Studio, dùng Unit Builder kết hợp với Lastsum Studio để lấy những cái mẫu có sẵn ở trên thư viện Lastsum Studio để mình làm cái mẫu của mình. Với điều kiện là mình bí ý tưởng, tôi không biết thiết kế làm sao, tôi lấy mẫu có sẵn về tôi sửa lại rất nhanh gọn lẹ nha. Rồi trang giới thiệu cũng vậy, cũng làm cái tay liên hệ, cũng làm cái đó vậy. Rồi trang shop với trang tư vấn kỹ thuật là mình chỉ cần đăng bài vô là xong. Không? Đó. Rồi đấy. Rồi về nhà mình sẽ làm cấu trúc menu các kiểu, logo, menu, số điện thoại, địa chỉ là nó ok, nó phải đủ trước. Còn màu sắc bữa sau tôi chỉ các bạn sửa màu thôi, cái màu gì mà xanh mà đỏ, một tí mà vàng, bữa sau chỉ các bạn sửa màu. Thì mình làm cấu trúc của tôi đã. Rồi mình lấy một cái mẫu nào đó mình đổ ra trước, mình cho lên cái hình hài đã, rồi vô từ đó mình sửa sau. Đó, rồi kết thúc video đây. Hẹn gặp lại video tiếp theo.